để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape. Chào mừng mọi người đến với LNP Channel. Sau cái video mà chúng ta test về thân pháp với lại sức mạnh của môn phái đường môn thì được khá là nhiều anh em hưởng ứng. Hôm nay thì mình sẽ nói về cái cách tăng điểm kỹ năng của môn phái đường môn. Tiềm năng thì mình đang lựa chọn, đó chính là mình lựa chọn về cái cách khi mà mình tăng môn phái đường môn, mình sẽ tăng về điểm sức mạnh 3 điểm và thân pháp 2 điểm mỗi cấp. Nếu như ạc của anh em có nhiều điểm sinh khí hoặc là máu của anh em tầm 25k điểm, 25k máu trở lên thì anh em có thể tăng theo cái cách 3 điểm sức mạnh 2 điểm thân pháp. Còn không, anh em có thể giảm sức mạnh chút xíu là 2 sức mạnh, 1 sinh khí, 2 thân pháp ha. Cái này là tùy vào anh em nha. Cái cách tăng này tăng như thế nào khi mà mình bấm tay tủy, anh em có thể lấy cái số cấp của mình 64 nhân cho 5 hoặc là nhân cho 4 hoặc là nhân cho 3 hoặc là nhân cho 2. Ví dụ mình chọn thằng sức mạnh mình sẽ nhân cho 3, 64 nhân cho 3, và mình sẽ cộng 25 tại vì nó cho mình sẵn 25. Đó là cái số sức mạnh của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tăng sức mạnh xong rồi thì nó sẽ còn dư điểm tiềm năng á, chúng ta tiếp tục chúng ta lấy 64 nếu mà mình tăng cái sinh khí đúng không. Còn nếu mình không tăng sinh khí thì mình nhân cho 2 thôi, 64 nhân 2 cộng cho 25 là còn số cuối cùng. Hoặc là chúng ta có thể nhìn vô cái số cuối cùng sau khi mình tăng sức mạnh đó, nó sẽ trừ qua cho chúng ta. Đó là cái điểm mà cái lựa chọn của mình khi mà mình sử dụng, mình lựa chọn mình tăng cho cái môn phái đường môn. Thì ở video trước mình có nói không biết cái điểm chính xác nó có chính xác thực sự cần thiết cho cái môn phái đường môn hay là tất cả các môn phái khác hay không khi mà mình tăng điểm thân pháp. Còn né tránh thì mình thấy là nó có hiệu quả nha, né tránh có hiệu quả, tăng nhiều thân pháp thì né tránh có hiệu quả đấy. Còn chính xác thì mình chưa cảm nhận được anh em, không biết là anh em nào test kỹ hay là anh em nào có những cảm nhận gì đó, anh em nhớ comment bên dưới. Còn có những anh em nào mà có những ạc kiểu mà VIP hơn nữa, lực chiến cao 300-400k đó, môn phái đường môn mà muốn cho mình test thử về cái cách tăng đó để đi tống kim đầu, anh em nhớ liên hệ đến mình ha. Cái link fanpage là ở trong cái phần mô tả đấy, anh em có thể comment hoặc là anh em có thể là nhắn tin vào fanpage. Nhớ đừng có đưa mật khẩu lên những cái chỗ comment công cộng nha, coi chừng bay mất tiêu cái ạc luôn đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề chính, đó chính là cách tăng kỹ năng của môn phái đường môn và chọn những bí kíp như thế nào. Về môn phái đường môn thì hiện tại đang có hai hệ, đó là hệ nỏ và hệ phi tiêu. Hệ phi tiêu này mình sẽ làm về một bài riêng. Phi tiêu này rất là mạnh, đòi hỏi anh em phải có được lực chiến ổn mới chơi được. Phi tiêu này nó đa phần áp sát nó mới mạnh anh em, chứ mà đánh xa là anh em sẽ sử dụng hệ ngoại công. Phi tiêu có hệ ngoại công luôn mà đánh xa dùng nỏ đó. Kỹ năng đánh thường là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với rất là nhiều môn phái, nên là cái việc mà chúng ta tăng max kỹ năng đánh thường là điều chắc chắn. Thiết liên tứ sát khi mà chúng ta tăng full 20/20 thì nó sẽ tăng cho chúng ta 78% sát thương, độc sát, tỷ lệ gây thọ thương và tỷ lệ gây suy yếu. Đây là chiêu đánh thường đó, nó có thể bắn ra luôn, thấy không? Đam rất là to nha, anh em ban đầu thấy là cái đam rất là bé, nhưng mà nhiều cái đánh thường như thế này anh em sẽ bị sốc đam chết khi nào không hay. Mình đã bị rồi, đường môn mình đánh với đường môn rất là nhiều lần, nó dồn đam một hai cái không senior đâu anh em, nhưng mà khi mà chúng ta cứ đợi cho nó bào là chúng ta không thể nào nhảy khinh công, là chúng ta chỉ có chết thôi, nó rất là dữ dội. Đường môn bảo vũ nó sẽ cực kỳ mạnh ở trong phiên bản PC lẫn phiên bản mobile luôn, rất là mạnh luôn anh em. Kỹ năng đánh thường chắc chắn phải nâng. Rồi, kỹ năng số 2 là tức lịch loạn hoàn kích. Cái này thì sẽ có anh em người ta tăng, sẽ có anh em không tăng, nên là mình sẽ nói cái này sau. Bảo vũ lê hoa, cái này cũng vậy, hai cái chiêu này mình sẽ nói sau. Mình sẽ nói chiêu đầu tiên, đó chính là chiêu tâm nhãn. Chiêu tâm nhãn này mình sẽ tăng mát, tại vì nó giúp cho nhân vật môn phái đường môn của mình nó tăng tấn công cơ bản, mình sẽ tăng mát cái chiêu này nha. Rồi, mạng qua thiên vũ nó sẽ tăng cho chúng ta, đó chính là chí mạng và chính xác. Thì hai cái bị động này là chắc chắn mình sẽ ưu tiên mình tăng trước.
hay bị động này chắc chắn là phải ưu tiên tăng, tại vì nó tăng cho mình chi mạng, mình có thể rít đàm anh em, rít đàm rất là ngon. Tôi độc thực giúp cho bản thân của đường môn và đồng đội tăng chi mạng. Nếu như dư điểm hoặc là anh em có thể anh em không tận dụng cái chiêu đặt bơm hoặc là không tận dụng cái chiêu bảo vũ để lên hoa, anh em sẽ tăng full cái chiêu này cho mình, full chiêu này để giúp cho đường môn có đam mạnh nhất có thể. Bây giờ mình sẽ tạo lại nè, giờ mình sẽ tăng full cái chiêu này đúng không? Đó. Rồi tâm nhãn mình sẽ tăng nè, đó mạng hoa thiên vũ tăng nè, ok chưa? Tôi độc thực nó giúp cho bản thân của mình nè, giúp cho tăng tỷ lệ chí mạng của đồng đội cho bản thân. Tỷ lệ chí mạng của đồng đội vậy bản thân của mình có tăng hay không, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Chí mạng 472 tăng cái. Vậy là nó có tăng, đúng không? Tăng cho bản thân của mình luôn. Ok, vậy thì tôi sẽ tăng map nó luôn. Đó, tôi sẽ tăng map nó luôn. Rồi, giúp cho chúng ta có nhiều chí mạng thì rít đam sẽ ok hơn. Trời ơi, 500 mấy chí mạng nè. Rít đam hơi bị ngon anh em. Rồi, sao nữa? Nhiếp hồn nguyệt ảnh. Diệt địch trong nháy mắt tăng thuộc tính bản thân khi chúng địch có tỷ lệ gây mất sinh lực trong thời gian ngắn 5% kích hoạt. Nó sẽ gây ra sát thương là như đây. Vậy thì chúng ta có nên tăng hay không? Để đó. Đồng môn khi sinh lực dưới 25% có tỷ lệ kích hoạt hiệu quả hấp tinh tăng thuộc tính phòng thủ đỡ đòn. Nó giúp cho chúng ta tăng nhiều đây đỡ đòn miễn thương đâu. Ồ, rất là mạnh nha. Cái này nếu như mà anh em được phép tăng á thì mình nghĩ anh em nên tăng một điểm cho chiêu này. Tại vì sao? Nó tăng cho chúng ta 750 đỡ đòn lận anh em. Rất là mạnh. 750 đỡ đòn này kiếm hơi bị khó đó nha. Bây giờ mình tăng 2 điểm trước đi. Tại vì mình còn những cái chiêu này mình chưa tăng nè, 1 chiêu, 2 chiêu, 3 chiêu chưa tăng, thấy không? Nên là mình tăng cái chiêu này 1 điểm trước đi. Sau này dư điểm mình muốn trâu nữa thì mình sẽ tăng cái chiêu này. Tại mình đã tốn rất là nhiều điểm tăng cho 3 chiêu bị động rồi. Đó, bây giờ là chúng ta còn cái chiêu nhiếp hồn nguyệt ảnh nè. Khả năng mình cũng sẽ tăng, tại vì mình tăng lên là mình sẽ giúp cho bản thân của mình có thể gây sát thương thêm phần trăm nữa, nó giật đam á, cứ cách 8 giây nó giật đam lên lần. Cũng ok lắm anh em, rất là ok nha. Rồi cái chiêu mê tung ảnh này coi như thế nào? Tuyệt học của đồng môn Di Huỳnh Hoán Ảnh, giúp cho giảm thời gian chờ. Nếu tăng thì giảm thời gian chờ đúng không? Là sẽ có một vài anh em sẽ tăng cái chiêu này, một vài anh em sẽ không tăng. Đồng môn tụ tiễn tăng cái chiêu đánh thường của chúng ta, ok. Đồng môn tụ tiễn mình sẽ tăng. Rồi giải còn 18 điểm như thế này chúng ta sẽ tăng như thế nào? À, khá là căng thẳng đúng không anh em? Thì thật sự là cũng khá là khó để cho biết là chúng ta tăng như thế nào. Rồi bây giờ là mình sẽ tăng thử cái chiêu mê tung ảnh, khi mà mình tăng map thì nó gục ngắn bao nhiêu, để xem cái mê tung ảnh này chúng ta có thể tăng nó hay không. Quên ha, phải tăng từng cái chứ. Mỗi lần mình tăng là sẽ rút 0.5 giây. Thấy không? Tăng là rút 0.5 giây. Nếu như mà mình tăng quá nhiều điểm cho cái chiêu mê tung ảnh này, thật sự là mình nghĩ là nó không có tốt anh em, nó chỉ là rút ngắn thời gian thôi. Mình nói thiệt. Tại vì đường môn nó cũng đã quá cơ động rồi, vừa đánh vừa chạy được. Thấy không? Vừa đánh vừa chạy được. Nên là cái việc mà sử dụng mê tung ảnh á liên tục như vậy và mình dùng số điểm nó quá nhiều cho mê tung ảnh như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ không có hay lắm. Đó, nên là mình nghĩ là còn 18 điểm anh em có thể tăng, đó chính là anh em tăng mát luôn cái chiêu nhiếp hồn nguyệt ảnh này. Tại vì chúng ta đánh thường, khi mà chúng ta đánh thường liên tục thì khả năng kích hoạt được nhiếp hồn nguyệt ảnh và chúng ta sẽ có khả năng rít đam, tăng thêm một lần đam nữa. Để mình xem nếu như mà mình tăng mát cái nhiếp hồn này thì nó sẽ tăng được bao nhiêu đam nha. 260 sát thương lận, cứ 10 giây là tăng 260, có khả năng chúng ta tăng được 260. Giờ là còn bao nhiêu tiền? 500 vàng, chúng ta sẽ tiếp tục phá cạc này. Chúng ta sẽ tăng mát cái chiêu này nó sẽ được bao nhiêu? 296%, tăng này một cái, tăng này full,
tăng này full. Đó, tăng cái này full luôn. Tăng này 2 cái, đúng không? Tăng này full rồi. Tăng này nữa thì bây giờ là còn 13 điểm ha. Mình sẽ tăng luôn cái chiều bảo dung liên hoa. Rồi, ok, mình sẽ tăng bát bảo dung liên hoa. Lý do tại sao là mình lựa chọn không nâng cái này sau khi mà mình đắn đo suy nghĩ, thì đối với môn phái đường môn bảo vũ á, thì nó đánh xa. Cái việc đánh xa là cái việc của bảo vũ, nên là cái chiêu tích lịch hoàng này mình sẽ không tăng. Nếu như mà chúng ta chơi theo cái đường củ cung, củ cung tại vì nó có cũng có cái chiêu đặc bơm này luôn, củ cung áp sát, nên là mình nghĩ sử dụng tích lịch hoàng nó sẽ ok. Còn 2 điểm mình có thể tăng vô mấy tổng ảnh hay không, này là tùy vào bản thân của anh em. Nếu như anh em cảm thấy cần thiết để chúng ta lướt chạy thì anh em sử dụng, còn không thì mình sẽ tăng vô cái hấp tinh trận này. Mình nghĩ sẽ tăng vô hấp tinh trận để giúp cho cái bản thân của mình khi mà còn dưới sinh lực 25% á, chúng ta tăng có thêm đỡ đòn nó sẽ ok hơn. 1500 đỡ đòn sẽ ok hơn. Đây là cách tăng của mình với cái số lượng cấp là 64 cấp. Đó là cái cấp tăng của môn phái đường môn. Còn bí kíp thì sao? Bí kíp thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bí kíp như thế này. Mình nói về cực ha. Bí kíp chứng phái của đường môn chắc chắn phải sử dụng. Này, Ngô Công Chảo sẽ giúp cho chúng ta tăng sát thương, độc sát ngoại công, độc sát nội công, bỏ qua kháng mộc, tỷ lệ gây suy yếu bắt buộc phải lên nha. Còn anh em nào mà có điều kiện, dừng có tiền á, đó, anh em có thể lên cái này. Thiên La Địa Võng tuyệt kỹ là độc sát ngoại công, độc sát nội công, bỏ qua kháng mộc, tỷ lệ gây suy yếu. Anh em lưu ý nè, cái tuyệt kỹ của nó nè, tuyệt kỹ nha, cái này là tuyệt kỹ nè, Vạn Mộc Quán Nhật. Và ở bên cái bí kíp này cũng là Vạn Mộc Quán Nhật. Nếu chúng ta sở hữu bí kíp có tuyệt kỹ Vạn Mộc Quán Nhật thì nó chỉ lấy một cái hiệu quả của cái bí kíp nào cao nhất nó mới lấy thôi. Ví dụ anh em đang có cái cực đúng không, thì anh em sử dụng cái ở trên đây nó trùng tuyệt kỹ, khả năng nó sẽ sử dụng cái trên này. Nếu như cái bí kíp Thiên La Địa Võng của chúng ta là chiến cao, nó tăng cái cấp hiện tại nó nhiều thì nó sử dụng cái đó, chúng ta sẽ bị trùng cái nội tại, trùng cái tuyệt kỹ, nó sẽ không hay ha. Nên là anh em lưu ý nha, lựa chọn bí kíp đừng có lựa chọn trùng tuyệt kỹ, nó sẽ không có hay lắm. Rồi, cái bí kíp số 2 mình sử dụng đó chính là bí kíp này, Liên Thành Kiếm Pháp. Nó sẽ giúp cho môn phái đường môn tăng kháng chí mạng. Chí mạng là một trong những cái rất là nguy hiểm, nên là chúng ta sử dụng tấn công, kháng tất cả và kháng chí mạng sẽ giúp cho đường môn nó trong hành tí. Bí kíp số 3 mình sẽ sử dụng đó chính là bí kíp Thác Cốt Thủ. Nó có tuyệt kỹ Hồn Hỏa Lưu Chuyển, giúp cho môn phái đường môn tăng sát thương bạo kích, đỡ đòn miễn thương. Vừa tăng cái này, cái này gọi là tăng tấn công đúng không, sát thương bạo kích thiên và tấn công, và đỡ đòn miễn thương phòng thủ sẽ cực kỳ hợp lý luôn. Anh em có thể lựa chọn thêm bí kíp Phiêu Tuyết Trưởng, có thể thay cho cái cuốn bí kíp này cũng được, này là tùy mọi người. Này nó có đỡ đòn và nó có bỏ qua né tránh, giúp cho đường môn của mình nó tăng thêm một số lượng, như là đối phương bị bỏ qua cái phần né tránh đi anh em, mình gây ra đam nó ok hơn. Còn anh em có thể lên những cái cuốn bí kíp tùy loại, cái cuốn bí kíp cuối cùng á, anh em có thể lên tùy loại, tùy vào server của anh em có nhiều môn phái hệ nào đó hay không. Ví dụ như server của anh em quá nhiều môn phái hệ thổ đi đúng không, thì anh em kiếm một cái cuốn bí kíp nào đó nó giảm cái khả năng, giảm tỷ lệ đây kháng choáng nè, sát sức kháng choáng nè. Đó, ví dụ là vậy, mình kiếm cuốn bí kíp nào nó có cái Lôi Đình Hộ Giáp, nó giảm đi cái sát sức kháng choáng này đúng không, này sát sức kháng choáng nè, mình giảm đi kháng thổ sinh lực và sát sức kháng choáng. Nhưng mà mình nghĩ thôi, đường môn xài mấy này thì nó cũng hơi vô lý, anh em có thể sử dụng là kháng đi cái hàng làm chậm này, tỷ lệ làm chậm giảm nó sẽ ok hơn. Đó,
để kịp mình sẽ giảm cái tỷ lệ lập chậm giảm. Tại vì hiện tại Nga Mi nó xuất hiện rất là nhiều luôn. Nên là Nga Mi nó phải được kháng lại. Nếu như chúng ta sử dụng một phải được một, anh em có thể sử dụng cái này để kháng lại các bạn Nga Mi hay thủy. Nó gây làm chậm khá là khó chịu, chúng ta khó có thể nào mà chúng ta đối mặt môn phái thủy đúng không? Có thể sử dụng cái bí kíp này giúp cho chúng ta đối đầu với môn phái hệ thủy ok hơn. Và cuối cùng là ngũ hành. Thì đối với môn phái đường môn là một môn phái hệ ngoại công, có nhiều anh em sẽ ưu tiên kích hoạt cái dòng ngoại trước để cho chúng ta lấy 20 điểm sức mạnh. Đây, theo cái dòng ngoại nè, đã lấy 20 điểm sức mạnh. Và dòng trong họ chỉ kích hoạt khoảng 3 dòng, hai cái món còn lại có thể là họ sẽ sử dụng khác. Đó, người ta sẽ chơi theo cái cách đó. À, nên là cái này là tùy vào cái build của bản thân nha. Mình thì mình thấy là nếu mà anh em có build thì nên build theo full ngũ hành để cho chúng ta có được một cái gì đó cơ bản nhất. Sau khi chúng ta chơi cái môn phái đồng môn mà quen thuần thục hiểu về đồng môn lắm á, anh em có thể biến đổi cái dòng ngoài. Chứ mà bây giờ mình khuyên anh em nên build theo full ngũ hành, full dòng ngoài, full dòng trong để giúp cho những việc của chúng ta nó ok hơn ha. Rồi ok, video nói về môn phái đồng môn, cách tăng kỹ năng, rồi sử dụng bí quyển, bí kíp đâu các kiểu, tiềm năng như thế nào, đây là kết thúc. Những anh em nào mà có cách tăng đường môn ok hơn nữa thì anh em nhớ comment phía bên dưới nha. Chắc chắn là cái cách của mình không phải là một cách chính xác 100%, nhưng mà mình để cho anh em tham khảo để cho anh em có thể trải nghiệm môn phái đường môn nó ok nhất, đặc biệt là môn phái đường môn theo dạng bảo vũ. Anh em nào đồng ý thì có thể tham khảo tăng theo, còn không đồng ý nhớ comment chia sẻ cách tăng của anh em nha. Rồi ok, nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút kia chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha. Năm ơi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.